Ngày 12 tháng 6, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết là đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp gây ra trên 50 vụ trộm cắp trên địa bàn hai tỉnh là Đắk Lắk và Đắk Nông. Trong số 4 đối tượng bị bắt thì có 3 người từng có 3 tiền án. Thủ đoạn của chúng là vào ban đêm, người điều khiển xe máy sẽ mặc trang phục Grab, chở người ngồi sau, chùm mũ len, kín đầu, đeo găng tay, rồi đi dò la trên các tuyến đường. Khi thấy nhà nào sơ hở là chúng liền phá khóa, đột nhập vào trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn đó, từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã gây ra trên 50 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông với tổng trị giá tài sản trên 500 triệu đồng. Riêng chiếc xe máy là phương tiện gây án, chúng đã đưa xuống cầu 14 giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông rồi ném xuống sông Serepok phi tang. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.